đếm thời gian chạy lung tung lung tung. Mấy người kia người lạ mà có nói đâu, nói chuyện đâu. Đó là người hâm mộ Ronaldo. Chị này xăm chân mà tưởng bị hẹo. Xăm cái chân mà nhìn thấy giống giống bố, nhìn bố tưởng bị thẹo. Cuối cùng chả có đẹp gì hết. Cha mẹ để ra sao lành lặn trắng trẻo thì cứ để nguyên vậy là tốt nhất. Cái sao đó từ khởi nó bắt khởi đầu từ câu chuyện là lạc long quân trẻ con chống quỷ hả, nếu cho mấy con quỷ dưới nước để sợ thì phải xong xăm hình cho tình đó mình ngồi mình mệt thôi, xăm hình nó cho bọn nó sợ đó. Mong mấy bự quá vậy đó. Trơn. Bự tốt rồi đâu. Sao à? Ngồi trực ghế chứ làm gì. Người Đại Việt lúc đó nước Việt Nam tên là Đại Việt chứ không phải tên Việt Nam. Nó đi nhanh là so với cái gì? Chứ còn mà trái đất so với trái đất thì cũng như vậy, đâu có đi gì đâu. Trái đất đi nhanh so với cái gì? Do tên lửa không bố? Tới đây ăn. Dạ, trời lạnh quá đi từ tuốt luôn. Đi chân nói là chỉ có trí nhớ cao lắm đừng sợ.